Trời ơi mọi người ơi, cuối cùng em đã tới được đây rồi. Em đi đến đây cách đây 5 năm, rất là lâu rồi ha, trước Covid. Và sau này không có hy vọng quay lại để đi một lần nữa. Mà bây giờ hôm nay đến cái nhà khách sạn Amari là đối diện nó nha, rất là đẹp ha. Mà hôm nay không ngờ được, sau một chuyến bay rất là dài, cuối cùng em cũng được tới được đây rồi. Tới được cái chỗ này là mừng mừng lắm. Tại vì á, đó thầy chào, khách sạn này Amari nha. Mà mốt nếu mà book khách sạn được thì book vào này cho nó dễ nè. Đi qua bên đường là Platinum luôn, gọi là The Platinum Fashion Mall nha, chứ không phải là Platinum. Platinum là cái chợ bán hàng, hàng chợ nữa đó. Tụi này thì cũng hàng chợ, nhưng mà hàng chợ thuộc loại khá đó. Đó. Thì bây giờ cuối cùng em cũng đã trở lại được Thái Lan rồi. Trời ơi, không thể tưởng tượng được một chuyến mấy chuyến bay đi quá dài, quá xa và quá mệt mỏi, quá căng thẳng luôn. Nói thiệt rất là căng thẳng. Mọi người nhìn thấy buổi sáng sớm nè, trời còn mát mà em đã thấy nóng hừng hực rồi. Đi qua bên kia để mua vali cần. Đó, bây giờ em còn nhớ bên kia là nó để là câu, không biết để gì, phải là tại sao nó để palladium gì á, đọc không được luôn á. Đây, để mình đi từ từ, cái bộ nhớ nó quay trở lại chứ lâu quá quá rồi, quên dần rồi mọi người ơi. Đây, cái tòa nhà đó đó, tòa nhà bên đường đó, có mấy con rồng đó. Là bên đấy họ bán vali rất là nhiều ha, nó để là palladium lạ ha, nó đổi tên hay gì mình không biết nữa. Thôi bây giờ mình sẽ dừng clip ở đây nha, mình quay lại toàn cảnh là Big C bên kia đường rồi. Ok, bây giờ đi qua Big C. Cường ơi, đi qua Big C, đi qua bên đường. Làm sao đi qua bên đường bây giờ? Đây này, nó có chỗ đi qua này, không có chỗ dưới đường luôn. Đó, mình đi lại con đường này. Thôi đi qua bên đường cũng được. Đi đi qua bên đường, đi qua Big C. Big C nó mở sớm, từ nó Big C nó giống như Việt Nam. Đấy, Big C Việt Nam mở từ mấy giờ? 8, 9 giờ. Thôi đi qua đó, đằng năm phải đi qua đó. Đó, bây giờ mình thấy hiệu quả của nó không? Chứ còn cái kia là không có đi được. Ở chỗ này hồi xưa nó có tòa nhà, giờ đập rồi, còn mỗi đất không. Đó, tòa nhà cao, là nhà bê dọc thì phải. Đó. Ok, đi cho đã xong rồi á, lát nữa đi massage. Ok. Ôi trời, cầm đó đi, cầm đi. Đấy, gái Thái đẹp không mọi người? Đó, một buổi sáng, một buổi sáng trong lành, không biết không dám nói chữ trong lành nữa. Tại vì Thái Lan á là một trong những nước ô nhiễm nhất luôn á. Hay KFC nữa, bạn của mình nó rất thích ăn KFC Thái Lan này. Ok rồi, bây giờ mình sẽ dừng tại cái tòa nhà này, xong lát nữa mình sẽ quay tiếp cái phần ở Big C nha. Đây, cái tòa nhà có con rồng này. Hồi đó mình nhớ cái tòa nhà này á, họ bán rất là nhiều vali. Thì lát nữa mình quay lại để mình mua vali để mình đựng đem về Việt Nam. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua bên đường.
nhìn trước nhìn sau, đi theo các anh chàng này. Đó, ghê không? Đi theo này, mình đi theo người ta. Không phải đi theo thằng này, nãy đâu có thèm đi theo cái thằng kia đâu, nó cũng ngừng lại nó nhìn nó chứ. Nó ra tức là ai vắng không có xe thì qua thôi. Nó không có xe thì dám qua. Ok, mình qua bên đường. Trời ơi, những cái đoạn đường này ngày xưa mình đã đi qua rồi nha mọi người. Bữa nay lại đi lại. Đẹp không mọi người? Đẹp không? Đừng đứng đó, đi đâu quay cái. Đứng đây. À, đứng ở đây, đứng ở đây. Đi. Quẹo phải, đi đi. Đó, mình bây giờ mình sẽ đi ra Big C để coi mua đồ. Mà chưa có vali, không biết làm để vào đâu nữa đây. Đó, bên đường là Central. Ồ, đây có mấy cái dòng kênh nè, nước rất là dơ nha, nhưng mà thấy cũng còn đỡ hơn nhiều nơi ở bên Việt Nam. Những tòa nhà bự không? Mình vừa đi vừa quay, đâm ra có rung thông cảm nha. Mình ráng quay để mọi người không nhức đầu là may rồi. Đây. Thịt quay. Nghe món thịt quay. À, thấy mọi người thấy đường phố không? Ở Central World này rất là nổi tiếng ha. Ai đến Thái Lan cũng phải đến Big C và Central World hết. Tại vì thật sự Central World thì mình không có mua được cái gì nhiều đâu nha. Nhưng mà nó là một cái nơi để mà mọi người, người ta gọi là check in ấy. Đi xe máy nè. Họ bán cái gì đây nè. Quẩy chè nè. Ổ tôm nè, hải sản nè, mì nè. Đó. Nói chung là ở Thái Lan thì không lo đói nha mọi người, mà giá rất là rẻ. Hôm nay đô la một đô là đổi được tới 38 bạt mấy luôn. Nó bằng thời kỳ khủng hoảng luôn đó mọi người, cái hồi economic crisis ở đây nè. Giá một đô đổi được 40 bạt. Bây giờ là 38 bạt rồi. Nóng lắm nha, bây giờ là trời mùa thu rồi đó nhưng mà vẫn còn nóng như thường nha mọi người. Đây có cái hẻm đây, nghe đồn ở đây có một món gì rất là ngon, lát nữa mình sẽ nói đi tìm coi lại. Họ nói là bên cái hẻm bên hông của chợ Big C nè có một chỗ bán đồ ăn rất là ngon. Ồ, đây có cái market Bangkok Lotus gì đây. Trời ơi, làm sao đi hết nổi trời. Ok, thôi mình cứ ráng thôi. Rất là đẹp ha. Ok, giờ mình đã bắt đầu tới Big C rồi mọi người. Bên đường là Central World nè. Đây những người bán hàng rong nè. Bán đậu phộng. Cái này có vẻ rất là ngon nè. Mua cái bịch đậu phộng này. How much? 20 baht. Hả? 20. 20 baht. Đó, bây giờ mua là không có vali đựng không mày nãy. Thấy tội kịp bà già mua, bà biết là bà bán đắt đó, nhưng mà mình cứ mua để giúp bà thôi. Ăn nghe nói đậu phộng ở Thái Lan rất là ngon rồi, mình ăn thử xem.
tiền tiền bạc Thái đó mọi người. Ok, thank you. Ok, mình sẽ quay xong mình sẽ dừng tại chỗ Bixi nha mọi người, để sau này á mình làm cái clip mới là chỉ về Bixi thôi. Bây giờ là trên con đường đi tới Bixi. Đây họ bán đủ thứ nè, cơm, cái hẹp, ai, cá khô nè, cà muối nè, ổi nè, trái cây nè, cái hẻm kế bên Bixi nè. Nó để mình coi Bixi mấy giờ họ mở cửa nha. Đó, đây có cái hẻm kế bên nè. Ok, bây giờ mình đã dừng, mình tới đây rồi. Đây là Bixi nha, để mình coi mấy giờ họ mở cửa. Thôi mình dừng tại đây nha, Bixi đây. Chào chào mọi người, bye bye.